Hello, xin chào cả mọi người. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ nói về niềm tin và những người xung quanh bạn. Thì để mở đầu clip này, mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện. Là mấy hôm vừa rồi mình lướt TikTok, mình thấy một cái clip về một bạn môi giới bất động sản. Bạn ấy post lên một căn chung cư 7 tỷ 3 phòng ngủ của một bạn 28 tuổi sở hữu. Xong rồi bạn ấy kể là bạn này rất là trẻ, thành đạt từ sớm và tự mua căn chung cư này. Thì xong rồi có những cái thằng nó comment bên dưới ấy, là làm gì có chuyện như thế, lại là tiền ông bà già, xong rồi nào là làm gì có chuyện 28 tuổi mua được cái chung cư này ABC, ngày xưa tao kiếm 30 triệu, 40 triệu là tao đã ghê lắm rồi. Đó, nghĩa là chúng nó thường nói ra những lý do dìm người khác xuống. Đó, và từ chối sự thật. Được chưa? Và một điều đáng quan ngại là gì? Là có những người cũng comment vào và hùa với chúng nó và tin những lời đấy của chúng nó. Thì bây giờ mọi người phải hiểu như này. Bây giờ mọi người nghĩ đơn giản thôi. Được chưa? Nghĩ đơn giản thôi nhá. Ở Việt Nam bây giờ có rất nhiều căn nhà 20 tỷ, 30 tỷ, 50 tỷ, 100 tỷ. Có rất nhiều con xe, ví dụ Hà Nội, Sài Gòn bây giờ xe mẹ 9, 10, 10, 12, 13 tỷ chạy đầy đường. Đúng không? Đó, thì mọi người nghĩ những người đấy họ kiếm bao nhiêu tiền? Mọi người nghĩ đơn giản đi, những người đấy họ kiếm bao nhiêu tiền? Không thể nào ấy họ kiếm 100 triệu, 200 triệu một tháng được. Bởi vì mọi người phải hiểu họ kiếm ra họ còn phải tiêu nữa đúng không? Họ còn phải tiêu, phải lo cho cuộc sống. Thì ấy, ít nhất những người đấy họ cũng phải kiếm tầm 1 tỷ một tháng. Đó, thế thì làm gì ra 1 tỷ một tháng? Mọi người nhìn rất nhiều người cũng rất là trẻ đúng không? Kể cả các bạn bảo đấy là tiền của ông bà già chúng nó. Ừ, thế ông bà già chúng nó kiếm bao nhiêu tiền một tháng? Thì nghĩa là những cái ông bà già đấy ấy, kiếm bao tiền một tháng thì mới có thể cho con mình căn chung cư 7 tỷ khi nó 28 tuổi. Cho con mình cái con xe 12, 13 tỷ khi nó mới chỉ 20, 25 tuổi. Những ông bà già đấy phải kiếm bao tiền? Đó, mọi người nghĩ là những cái thằng mà comment trong cái clip mà mình vừa kể ấy, 20 năm nữa khi nó trở thành những ông bà già mà nó nói ấy, nó có thể mua cho con nó căn chung cư 7 tỷ không? Không thể. Đúng chưa? Bởi vì là ngay từ thời điểm bây giờ nó đã tin là gì? Là điều đấy không thể xảy ra được rồi. Đó, thì mọi người ấy, cái niềm tin ở đây là gì? Là mọi người phải biết cái gì là sự thật để mọi người tin. Và mọi người phải biết là mọi người nên nghe ai và nên tin ai. Được chưa? Nếu bây giờ mọi người nghĩ đơn giản này thôi. Nếu cái người mà nói ra những câu đấy, mọi người thấy nó là gì? Là một người đi làm 9 tiếng 5 ngày một tuần. Đó, lương cùng lắm lại 20-30 triệu một tháng. Đấy, đi làm thuê ABC. Lúc nào khung na khung đúng các thứ. Thì những người đấy không bao giờ biết gì về tiền cả. Nhưng tất cả những gì từ mồm họ nói ra ấy, nó chỉ là chém gió thôi. Đúng không? Rất nhiều người chém gió. Mọi người thấy mẹ có những người, có những ông mẹ làm lương 10 triệu tháng ra trà đá chém gió. Ủa? Đúng chưa? Họ không biết gì về tiền cả. Đấy, thì nếu bạn muốn biết về tiền ấy, và bạn muốn nhìn thực sự là ok, người ta kiếm tiền kiểu gì, tại sao người ta giàu như thế, thì bạn phải tìm một người có tiền. Các bạn hiểu đơn giản như này. Nếu các bạn muốn học bơi, được chưa? Thì ai là người, nếu các bạn muốn học bơi, thì ai là người có thể dạy bơi cho bạn giỏi nhất và dạy cho bạn đúng kỹ năng nhất? Một vận động viên bơi lội đúng không? Nếu các bạn muốn đua xe thì ai sẽ là người dạy cho bạn cách đua xe tốt nhất mà các bạn không chết? Một người đua xe chuyên nghiệp đúng không? Thì nếu các bạn muốn kiếm tiền thì ai sẽ là người có thể chỉ cho các bạn về tiền một cách tốt nhất? Là người có tiền và thực sự biết kiếm tiền đúng không? Và làm ra nhiều tiền. Hiển nhiên rồi, các bạn sẽ không học cách kiếm tiền từ gì? Từ một giáo viên dạy lịch sử. Các bạn sẽ không học cách kiếm tiền từ một thằng đi rót cà phê, một thằng barista vẽ con phương, con công, con phượng ở trên ly cà phê. Đúng chưa? Đó, các bạn sẽ không học cách kiếm tiền từ một ông quản lý của một nhà hàng pizza. Đúng chưa nào? Thì đó, thì vấn đề là mình phải biết cách đặt niềm tin của mình ở đâu. Và mình phải tin là mình làm được. Đấy, đặt niềm tin ở đâu là thứ nhất này. Và mình phải tin mình làm được là hai. Thì cái vấn đề này ấy, tin bản thân làm được ấy, có nhiều người ấy, họ có thể gọi là họ bị yếu đuối. Họ không làm được điều đó. Hoặc là do là cái môi trường xung quanh họ không cho phép họ tin điều đó. Bây giờ mình đã gặp những cái trường hợp như này. Ví dụ bạn sinh ra ở trong một gia đình bình thường, đúng không? Xong rồi tất cả những người xung quanh bạn đều chỉ đi làm thuê bình thường thôi. Kể cả bố mẹ bạn, những người các bạn đi học đấy cũng là cô giáo, các bạn cũng nghèo, ai cũng nghèo. Những người dạy bạn hoặc là chỉ cho bạn bất kỳ điều gì đó thì họ cũng đều là người nghèo, đúng không? Mình không nói là họ là người xấu nhá. Người tốt, người thông minh và người giàu khác nhau. Được chưa? Rồi. Thì
Cái gì nghĩa là bây giờ bất kỳ những gì họ chỉ cho các bạn, họ cũng chỉ cho cương vị là gì, là một người nghèo. Được chưa? Thì bây giờ các bạn nghĩ đơn giản này. Khi các bạn nghĩ ra bất kỳ ý tưởng gì, ồ, đây, bố mẹ ơi, đây, con nghĩ ra ý tưởng này, con thể kiếm 50 triệu một tháng, 100 triệu một tháng. Thì đương nhiên họ sẽ phản đối mọi người. Bởi vì tại sao? Bởi vì tất cả những gì họ biết cái thế giới của họ là gì. Là bao lâu nay họ vẫn đi làm thuê 9 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần. Đó, và đi kiếm tiền về, đấy, sống cuộc sống an toàn. Được chưa? Sống cuộc sống bình thường, an toàn. Đó, thì khi họ nghe mọi người nói những điều đấy, họ sẽ sợ. Có thể họ là những người đã thử trong quá khứ. Nó như cái việc ấy, là bây giờ hồi bé các bạn thử bơi, nhưng mà các bạn không biết bơi, các bạn chết đuối. Đấy, các bạn của suýt chết chẳng hạn. Thì đương nhiên sau này ấy, khi các bạn thấy nước ấy, các bạn sẽ cảm tất cả mọi người ở gần nước nhảy xuống nước. Bởi vì mọi người, bởi vì các bạn luôn luôn nghĩ là gì, nếu họ nhảy xuống, họ cũng sẽ bị như các bạn. Đúng không? Thì đấy. Thì có những người họ bị sinh ra trong cái môi trường như vậy, họ bị sống trong môi trường như vậy. Tất cả bạn bè của họ không tin họ, tất cả bố mẹ của họ, những người thân của họ không tin họ. Thế nên ấy, kể cả họ có một cái ý chí gọi là cũng vững vàng chẳng hạn, qua thời gian, qua những lời chửi mày ngu lắm, mày không làm được đâu, làm gì có chuyện làm được đấy, bố mẹ mày cố gắng bao năm rồi đấy, bọn tao cố gắng bao lâu rồi, bọn tao đâu làm được, làm gì có chuyện mày làm được. Nghe quen đâu, quen đúng không? Đó, thế là sao? Thế là dần dần họ mất niềm tin vào chính mình. Thì giải quyết vấn đề đấy như thế nào, đúng không? Đấy là câu chuyện mà mình tin là rất nhiều người gặp. Không phải ai cũng may mắn được sống ở trong một môi trường có rất nhiều người ủng hộ và tin tưởng vào mình. Nói chung rất nhiều người sống trong những cái môi trường là luôn luôn bị người khác dè bỉu. Mình hiểu điều đó. Đó, thì làm thế nào để thay đổi điều đấy, đúng không? Thì bây giờ niềm tin ấy, thật ra nó được xây dựng lên từ hai thứ. Hiểu chưa? Niềm tin nó được xây dựng lên từ hai thứ. Các bạn cứ nghĩ như này, khi các bạn còn nhỏ, khi các bạn còn là một em bé, đấy, những ngày đầu tiên các bạn tập đi, các bạn tập đứng lên và đi ấy, tất cả những người xung quanh các bạn đều ủng hộ các bạn. Ui nó đang đi này, ui nó đi giỏi quá, ABC. Các bạn ngã đúng không? Các bạn ngã, người ta vẫn bảo là đứng dậy đi tiếp được đi, mày sẽ làm được mà. Đúng chưa? Thì đấy là lý do ấy, đấy là một lý do rất là lớn cái đứa bé nó có thể đi được. Bởi vì sao? Bởi vì dù là nó ngã, dù là nó thất bại, người ta vẫn ủng hộ nó, vẫn thúc giục nó đứng dậy và đi tiếp. Thì rồi một ngày nó cũng đi được. Đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là gì? Là vì tất cả những người mà đứa bé đấy thấy, họ đều có thể đứng và họ đều có thể đi được. Đúng không? Nếu các bạn sống trong một thế giới ai cũng đứng, ai cũng đi được, nếu các bạn sống trong một môi trường như thế, thì rồi một ngày các bạn cũng làm gì? Cũng học cách đứng và học cách đi được. Cái điều này thể hiện rất rõ nếu các bạn xem phim Tắc Răng ấy, đúng không? Tắc Răng ấy, cái thằng người rừng đấy, nó sống với khỉ. Thế nên là gì? Thế nên là nó đi bằng 4 chân. Đúng không nào? Còn nếu nó sống bằng người bình thường thì đương nhiên nó sẽ đi bằng 2 chân. Đấy, thì nghĩa là con người sẽ thay đổi qua cái môi trường và những cái người ở xung quanh họ. Đấy, thì có một điều đáng sợ ở cái thế giới hiện tại ấy, là khi có những người, ví dụ là họ muốn giàu chẳng hạn, họ thấy cuộc sống của họ xung quanh quá là bí bức, họ muốn thay đổi, nhưng những người xung quanh họ toàn là những người nghèo, toàn là những người chỉ là đấy, là đi làm công việc, đi làm thuê ABC, đến thì bị quản lý chửi xong về bực bội, xong về đổ lên người khác đủ thứ trên đời. Đó, thì toàn những người như vậy, thì bất kỳ khi họ muốn thay đổi một cái gì đấy, ví dụ là cả thế giới đang bò, cả thế giới đang đi bằng 4 chân, họ tự nhiên họ muốn đứng lên, thì họ sẽ trở thành một thằng bất thường, một người bất thường. Được chưa? Thì tất cả những cái người xung quanh đấy sẽ dè bỉu họ. Thì ấy, cái họ cần phải làm ấy là gì? Là họ tìm những con người khác. Họ phải đặt họ vào một môi trường ấy, với những người, toàn những người ấy mà sẵn sàng kiếm tiền, biết kiếm tiền và có ý chí kiếm tiền giống như họ hoặc là hơn họ, để họ có thể học hỏi, để bất kỳ ý kiến gì họ đưa ra cũng được ủng hộ. Đấy, nếu bạn nói là bây giờ tôi muốn làm này, tôi muốn làm kia, với một người đi làm thuê, đi rót cà phê, người ta sẽ không bao giờ ủng hộ các bạn. Nhưng nếu bạn nói với một người làm kinh doanh hàng bao nhiêu năm rồi, có kinh nghiệm các thứ rồi chẳng hạn, hoặc là bao nhiêu người cũng làm kinh doanh và cũng muốn đổi đời các thứ giống bạn, thì họ cũng sẽ ủng hộ bạn và ngồi cùng một bàn với bạn. Và những cái câu họ nói sẽ là gì? Là ồ, ok, bạn kể cho tôi xem bạn sẽ làm như thế nào. Đấy, có gì tôi có thể hỗ trợ được cho bạn, có gì chúng ta hỗ trợ được cho nhau. Và đấy, đấy chính là cái động lực cho bạn để các bạn đi tiếp. Đúng không nào? Thì niềm tin và những người xung quanh bạn là hai thứ rất quan trọng. Các bạn giữ vững được niềm tin, các bạn được ở bên những người giống bạn,
những người sẵn sàng thay đổi cùng bạn, những người sẵn sàng đi lên cùng bạn, thì các bạn sẽ tốt lên. Đấy là điều các bạn phải hiểu và đấy là điều các bạn phải cố gắng. Được chưa? Các bạn phải hiểu một điều là gì? Đây là bản thân và cuộc đời các bạn. Bạn là người duy nhất có thể khiến cuộc đời bạn tốt lên. Và bạn cũng là người duy nhất có thể khiến nó tồi tệ đi. Hãy nhớ điều đấy. Được chưa? Rồi. Và cuối cùng là gì? Là khi mà các bạn ấy, nếu mà nói chung là mình kể nó những cái câu chuyện như thế, mình tin là có những người họ đang ở những cái tình cảnh là kiểu họ không thể thoát ra được. Được chưa? Họ không thể thoát ra được cái môi trường mà họ đang sống. Họ không thể thoát ra được những cái con người mà hiện tại đang kiểm soát họ chẳng hạn. Thì các bạn cũng phải hiểu một điều ấy. Để mà giữ vững được niềm tin của mình ấy, hãy nhớ một điều như này cho mình. Được chưa? Rất nhiều người tốt trên thế giới này. Mình không nói những người xung quanh bạn là người xấu. Được chưa? Người tốt, người thông minh và người giàu khác nhau. Mình nhắc lại. Có thể bố mẹ bạn là người tốt, nhưng họ đang làm công việc gì? Họ đang kiếm bao tiền một tháng? Họ có giàu không? Họ có vui không? Cô giáo của bạn, đấy, cô giáo của bạn kiếm bao tiền một tháng? Những người chỉ bảo bạn trong quá khứ bao điều các thứ, bạn nghĩ là đúng đi, bạn nghĩ là tuyệt vời đi, họ kiếm bao tiền một tháng? Họ có cuộc sống như thế nào? Được chưa? Mình đang nói về việc kiếm tiền thôi nhá. Kiểu bất kỳ những gì họ chỉ mọi người về việc kiếm tiền, mọi người nên làm gì để kiếm ra tiền, mọi người nên làm gì để kiếm ra nhiều tiền, OC, những lời khuyên của họ về kiếm tiền. Mọi người hãy nhìn xem họ đang ở đâu và họ kiếm bao tiền. Nếu họ nghèo hơn giấc mơ của bạn, hiểu chưa? Nếu giấc mơ của bạn là bạn kiếm 100 triệu tháng chẳng hạn, nếu số tiền họ đang kiếm nghèo hơn giấc mơ của bạn, thì bạn nên luôn luôn nhớ một điều: bạn không nên nghe họ. Bởi vì họ không biết những điều mà bạn đang muốn biết. Những điều bạn đang muốn biết ấy, những người kiếm 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu ở ngoài kia họ mới biết. Thì cái việc của bạn là đi tìm họ. Được chưa? Nói chuyện với họ. Cố gắng sống chung một môi trường với họ. Có thể làm thuê cho họ, có thể bất kỳ gì. Nhưng để làm gì, bạn có thể quen họ, biết họ và học được từ họ. Thì chỉ có như vậy bạn mới thoát ra được. Đấy là cách duy nhất. Còn nếu các bạn chọn thỏa hiệp, các bạn chọn đi mẹ nướng pizza và xong rồi đi rót cà phê, thì mình tin là có những người ngoài kia, các bạn cứ nhìn ngoài kia, chắc mình cũng chẳng cần phải nói, có những người mẹ từ năm nhất đi làm cà phê đến tốt nghiệp vẫn đi làm cà phê, tốt nghiệp xong thì lên quản lý quán cà phê. Đấy, thì xong một cái công việc, ví dụ là đi học một cái gì đấy, nhưng đi xin việc thì đôi khi lương chỉ được 12 triệu, quản lý quán cà phê 20 triệu, thế không quyết định là gì, thôi đi làm kia ít tiền lắm, lại làm quản lý quán cà phê tiếp. Thế cuối cùng là bùm bùm bùm, mẹ đến 30 tuổi vẫn đi làm cà phê. Có những người như vậy mà, đúng không? Có những người mẹ làm từ năm 20 tuổi đến năm 30 tuổi một công việc, lương từ mẹ 15 triệu chắc thành được 25 triệu. Sau từng đấy năm trời, cũng chỉ là như vậy. Thì đấy, nói chung là cố gắng ấy. Nói chung là thật sự trên thế giới này có rất nhiều kiểu người nhá. Có thể những gì mình vừa nói sẽ động chạm đến một vài bạn, bởi vì là những cái ví dụ mình lấy ra đấy chính là các bạn. Nhưng nếu các bạn thực sự trong thâm tâm các bạn muốn thay đổi, được chưa? Thực sự trong thâm tâm các bạn tin là gì? Là các bạn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Trong thâm tâm các bạn tin là các bạn có thể trở nên giàu có hơn. Trong thâm tâm các bạn tin là các bạn có thể trở nên thông minh hơn. Thì hãy chọn một con đường khác cho riêng mình. Đừng đi vào cái ngõ cụt đấy. Được chưa? Bởi vì đấy là ngõ cụt. Cái ngày mà bạn chấp nhận là bạn sẽ đi làm cà phê từ năm này qua năm khác, đấy là khi bạn đã đánh mất mày gọi là giấc mơ của các bạn. Được chưa? Rồi, thì đó. Đấy là tất cả gì mình muốn nói trong clip ngày hôm nay. Điều cuối cùng mình muốn nhắn nhủ chỉ là gì? Nếu các bạn chọn thất bại và các bạn tự nhận thức được các bạn là một người thất bại, thì xin các bạn hãy đứng sang một bên. Đừng kéo người khác xuống. Đừng khiến cho những người có tiềm năng trở nên thành công lại ở cái chỗ mà các bạn đang ở. Đấy, đừng gọi là thôi miên họ bằng những cái lời lẽ tiêu cực ABC, bởi vì chẳng cần ai nghe, không ai cần nghe đấy cả. Bởi vì những cái lời bạn nói ra ấy là từ mồm của một người sao? Từ mồm của một người thất bại, từ mồm của một người chưa từng đạt được cái gì trong cuộc đời mình. Thế nên là có những người ngoài kia tâm lý họ yếu. Nên là các bạn, nếu các bạn có một tí gọi là tình người ấy, thì tốt nhất là các bạn nên
tự nhận thức được mình thất bại và đứng sang một bên. Hãy để cho những người có tiềm năng, có khả năng vươn lên, họ được vươn lên trong một môi trường thuận lợi nhất cho họ. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này. Tạm biệt mọi người. I just can't deny.